Hello cả nhà. Bây giờ mười đang ngồi trên xe để đi ra cái chỗ gửi đồ, gửi cái thùng hàng. Thực sự là cũng không dám ra đường đâu, cũng ớn dữ lắm. Mà vì lý do kỹ thuật cho nên là mười phải xuống đường để đi gửi đồ. Thì luôn tiện đi gửi thì mười sẽ quay cái thành phố chỗ mười ở cho mọi người xem là tình hình hiện giờ là nó vắng như là cái chùa Bà Đanh vậy đó, không ai đi, ít, rất rất là ít người đi ngoài đường luôn. Mà bây giờ mười quay á, là lúc 3 giờ chiều nha, lúc 3 giờ chiều á là mười đi ra ngoài rồi, mà bây giờ á là nó vắng ơi là nó vắng luôn, để mười quay cho mọi người xem nha. Thành phố chỗ của mười ở tên là thành phố này là thành phố Liêm Buộc, An Đà Lan. Thì nó cách cách sân bay Phan Phuộc có là 50 km. Thì thành phố này nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn, nhưng mà nó cũng thuộc dạng là thành phố du lịch đó. Mùa hè rồi là người ta tới đây rất là nhiều, bởi vì nó có một cái đơm rất là nổi tiếng. Thì bây giờ mười quay đó cho mọi người xem là cái cảnh đường phố hiện giờ chỗ mười sinh sống thì coi nó như thế nào. Rất là vắng lặng, chỉ còn có nhà thuốc tây, rồi mở cửa siêu thị, rồi cây xăng, ngân hàng. Còn những cái nhà hàng quán ăn là hầu như là đóng cửa hết rồi. Rồi tiệm làm nail rồi còn một hai cái gì đó là mở cửa. Bây giờ đây là cái Media Mart, là cái cửa hàng điện tử với điện lạnh rất là lớn ở cái thành phố của mười đó. Nhưng mà hôm nay á, là nó cũng bắt đầu đóng cửa. Thì hồi nãy giờ đứng đây quay thì thấy cũng có một số người chạy ra chạy vô, tại vì người ta không biết, người ta không có cập nhật tin tức trên mạng á. Thật ra là không có biết, người ta vẫn cứ đi vô, nhưng mà thấy đóng cửa rồi thì người ta chạy luôn, hoặc có người thì quay đầu ra. Buổi tối nay á, vào lúc 19 giờ 20 phút á, thì Thủ tướng Đức á, có một cuộc nói chuyện ngắn thôi, khoảng chừng 15 phút, nhưng mà nó trực tiếp trên TV luôn. Thì cái lời kêu gọi chân thành của Thủ tướng Đức á, gửi đến người dân. Thì đây là một cái cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và mọi người á, cần phải nghiêm túc chấp hành, chứ không có mà cái kiểu như hồi bữa giờ cứ nghĩ là dịch cúm mùa, thành ra là mọi người rất là giống như là rất là ỷ y á, ỷ lại á, rất là coi thường với cái dịch cúm corona này. Thì đại khái là mười sẽ nói tóm gọn lại, thì trong cái cuộc nói chuyện buổi tối nay á, là cái cuộc khủng hoảng corona này á, nó là một cái thử thách lớn nhất từ Thế chiến thứ hai đến nay. Nó còn hơn là cái lúc mà bức tường Berlin sụp đổ nữa. Thì hiện tại á, thì không có thuốc vaccine và cũng không có thuốc để chữa bệnh luôn. Rồi cho nên á, mỗi người dân Đức á, là phải chung tay với chính phủ làm đủ mọi cách để cho cái dịch bệnh này nó không có tiến triển quá nhanh như hiện nay nữa. Cái hôm bữa mà cái clip mà ngày thứ bảy mà mười đăng lên á, hôm thứ bảy thì hôm nay thứ tư, thì nó cách nhau mới có 4 ngày thôi. Cái hôm thứ bảy nó có là 4.000, cả nước Đức luôn á, là có 4.649 ca nhiễm bệnh virus corona. Mà tới thời điểm này là ngày thứ tư sau 4 ngày, thì con số tăng kêu bằng chóng mặt luôn, tăng lên gấp 3 lần. Mới có 4 ngày mà tăng lên gấp 3 lần. Bây giờ là 12.327 ca nhiễm bệnh corona. Một ngày nay không mà lên 2.943. Ngày hôm qua lên 2.000 thôi là bà con đã coi như là đã
đã lo sợ dữ rồi, mà ngày nay lên là coi như 3.000, hay coi như gần 3.000 người. Thì cái tiến triển này nó quá nhanh đi, mà trong một cái thời gian mà kéo dài á, thì cần phải các viện mà nghiên cứu á, thì cần phải có thêm một cái cơ hội để mà tìm ra vaccine mới. Ngoài ra đó thì có thể tránh các trường hợp với là bệnh viện bây giờ là quá tải, do cái số bệnh nhân là tăng quá nhanh luôn trong một thời gian ngắn. Thì từ hôm mà bắt đầu bùng phát tới nay thì tính ra là khoảng hơn 2 tuần thôi, chưa được 3 tuần nữa mà bây giờ bệnh viện là coi như quá tải rồi. Thì chúng ta đó là không nên, thủ tướng là khuyên chúng ta đó là không nên sợ hãi, mà phải cùng nhau là chống dịch bằng nhiều cách. Thì ví dụ như là rửa tay thật kỹ nè, và giữ cái khoảng cách từ 1,5 m đến 2 m đối với những người xung quanh chúng ta, mà nhất là những người lớn tuổi. Và cái điều nữa là chúng ta không nên đi du lịch và không đi đến chỗ đông người. Thì hiện giờ là virus ở khắp nơi rồi, cho nên là chúng ta phải hết sức là đề phòng. Thì cái cuộc chiến chống virus này á, chúng ta là sẽ chiến thắng, nhưng không biết bao nhiêu người thân chúng ta sẽ mất đi. Cho nên đó là hồi nãy là thủ tướng phát biểu lên là nói như vậy đó, là chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng mà sẽ không biết bao nhiêu người thân chúng ta sẽ mất đi. Cho nên tất cả các yếu tố đó đó nó đều ảnh hưởng vào cái kỷ luật tự giác của mỗi con người. Thì bây giờ chỉ có tự mình cứu mình thôi, chứ không có cái thuốc men nào mà để chữa trị cho mình hết. Thì thành ra mọi người phải hết sức là cẩn thận bảo vệ cho mình, chứ giờ không biết sao luôn. Mà nói chung cũng hoảng loạn, cũng sợ, nhưng mà sợ thì sợ nhưng mà cũng phải ở đây thôi, chứ bây giờ dịch bệnh khắp nơi rồi thì mình biết đi đâu. Thì bây giờ mình chỉ cố gắng ở trong nhà, đừng mình đi chợ mua đồ ăn đầy đủ, thay vì một tuần mình đi chợ một lần như trước đây, thì bây giờ mình đi chợ mua nhiều đồ ăn về, mình để 3 4 tuần mình hãy đi chợ một lần. Thì hôm nay chiều nay á là Mười sẽ quay một số cửa tiệm như hồi nãy giờ mọi người thấy á. Thì đây là giống như là một cái trung tâm thương mại đó, mà nó vắng như vậy đó. Rồi ông xã của Mười á là coi như mấy ngày nay á là cũng không có đi tới hãng làm việc nữa, mà đem máy móc về nhà tự làm ở nhà, mà làm ít nhất có là 3 tuần, rồi sau đó coi tình hình như thế nào thì mới tính nữa. Thì như hồi nãy giờ mọi người thấy á, là mình quay cảnh ở chỗ này giống như là trung tâm thương mại đó, mà nó vắng lặng như vậy đó, chỉ có một vài người đi qua đi lại thôi đó, nó vắng vậy đó. Nhưng mà không biết sao bây giờ mà nói nữa, không cần phải đi vô bưu điện, gửi vậy nó tiện lắm. Đây, bây giờ bấm ra. Ở nhà là mình in tem rồi sẵn hết rồi, rồi chỉ ra đây kem thôi. Đó, cái tít thấy không? Rồi cái xay này nữa là xay em. À, nó nhảy cái bùng ra liền là thấy không? Đó, nó nhảy cái bùng ra rồi bỏ vô. Tiện chưa? Rồi. Xong. Xem luôn. Rồi. Xong.
nhanh gọn lẹ không là quá trời quá đất luôn, đi gửi muốn gửi bao nhiêu gửi và bán nữa luôn tùy theo cái thùng. Ví dụ mà thùng hàng mình bự về thì mình bấm cái size lớn, nó size lớn thì nó vô đây, còn nếu mà nhỏ nhỏ nữa thì nó vô đây, là nó quá trời quá đất luôn. Đi gửi vậy nó tiện lắm, chứ giờ mà đem vô trong bưu điện á nhiều khi vô đụng nhiều người thấy sợ, thành ra đem ra đây gửi là nó tiện nhất. Ở nhà mình in tem sẵn hết rồi, xe mình đậu kế bên luôn, sát bên cái rồi bước vô cái là gửi liền, cái tiện dễ sợ rồi. Bây giờ luôn tiện á, mình đi vô đây mình mua cái bao đất để về trồng cây. Cái chỗ này là Hercules nè, để người quay nè. Giờ sẵn đi gửi đồ á, xong đi vô đây mua bao đất luôn để về trồng cây, trồng rau. Chuẩn bị mùa xuân tới rồi trồng rau được rồi. Đất trồng hoa thì mình mua loại đất này 40 lít, 40 lít là 80 luôn rồi, chỉ đồng 99 rồi. Thấy không? Bên này đất trồng cây trồng đồ là phải mua đất không à, chứ đâu có trồng đại đâu, phải có mua đất trồng nó mới tốt. Mà mua phải biết loại mua nữa đó, nhiều khi mình đi trồng rau mà mình mua qua cái loại đất trồng bông á, trời về nó mọc nó nở bông không à, giống như kỳ hỏm trồng cải bẹ xanh đó. Chưa có kịp ăn nữa là hả nở bông hết trơn rồi, bắn chậu bắn đồ luôn, bắn đủ thứ chậu luôn, chậu sành hay chậu nhựa chậu gì cũng có hết trơn á. Ở ngoài đường nó mọc đầy luôn á, mà trong đây người ta bán cũng đâu có rẻ đâu, 3 đồng một nhánh như vậy là 3 euro mà. Mà trước chà 10 nó mọc hàng hà luôn á, cái cây này bây giờ đang đứng giữa một rừng bông luôn nè, nhưng mà cái lượng người mua cũng ít lắm, không có nhiều đâu, giờ không ai dám đi ra đường hết trơn. Đây mọi người quay cận cảnh mấy cái bông mà. Mấy cái này dễ thương ghê, nó giống như cái củ hành vậy đó. Nè cái bông của nó nè. Đúng là không có người ta luôn, trời ơi. Giờ này lo trốn corona hết rồi, bông hoa gì giờ này nữa. Này hoa gì mà đẹp quá không biết. Trời ơi, vô mấy chỗ này sợ ma luôn trời, không thấy người ta đâu hết trơn, thấy ghê quá. Bà con giờ biết sợ rồi. Không có người ta luôn. Bán bàn, ghế, gỗ rồi luôn, đủ thứ hết trơn á. Mấy cái mái che rồi nữa nè, mà cũng không có người ta mua nữa, thấy không, giống que à. Mấy cái này người ta mua về người ta để trang trí ở Hồ Nông Bộ rồi đó. Mọc rồi đồ vô đây mua đồ sướng luôn á.
Trời ơi, không thể tưởng tượng luôn. Chiều thứ tư mà vậy. Chứ đâu phải mà buổi tối hay gì đâu. Đây là buổi chiều thứ tư đó mà vậy nè. Giờ này đâu ai mua sắm sắm sửa gì nữa đâu đi. Mấy cái chỗ tính tiền nó bây giờ nó làm mấy cái này là cái em giữ khoảng cách 2 mét này. 2 mét nó đứng một người chứ không có được đứng gần thôi, khoảng cách nó là khác rồi. Nhà hàng bây giờ là coi như là úp ghế lên bàn hết rồi, bây giờ nghỉ coi như vô thời hạn luôn, không biết ngày nào sẽ hoạt động lại nữa, cho nên mọi người rầu dữ lắm. Rồi sau khi mà mời đi quay ở trong trung tâm thương mại rồi đi gửi đồ rồi đi mua đất xong thì anh Mười mới nói anh Mười buồn, xong hỏi buồn gì, anh Mười nói nhà hết Coca-Cola rồi, xong Mười mới nói thôi hết thì thôi đi uống nước lọc đỡ đi, uống vitamin rồi đi chứ giờ đi vô mấy chỗ này sợ lắm. Anh Mười nói không được, anh Mười mà không có cola là anh Mười không làm việc nổi, cho nên là phải vô mua đúng 2 lốc nước đi ra, sợ gần chết luôn, ớn lạnh luôn á.